Yo, hello what's up chào anh em nha, chúng ta trở lại với channel mình đây từ đường phố đó mọi người nha. Chào anh em game mặt tại xem từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chứ không video cho anh em xem video vẻ đầu video nhìn xem like và một đăng ký kênh ủng hộ channel phát triển nha các anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hoàn thiện chơi anh em nhé. Tiện cập nhật code đen chung mới luôn cho anh em và cùng nhau đi chiến tem Sanri một cách đúng nghĩa để cho Sanri đam to nhất. Ok. Các bạn thì nảy fanpage để lấy code mới luôn cho anh em nhanh gọn luôn cho nó vào việc. Cố lên chưa ta? Lên rồi bạn, 2 giờ trước này kame.vn.code. Sáng tôi qua video cũng nói qua rồi, anh em nào chưa nhận thì tranh thủ vào nhận thôi. Bây giờ thì vào việc anh em. Kame.vn.code huyền thoại tạc. Code tuần mới chúng ta anh em. NLMRUC2G9HTX. Cái tôi đánh phần số N và N không giống nhau thì anh em thông cảm. Ok, điện ghé luôn group xem group chúng ta có gì hot không. Ngoài vụ 50k kim cương có một bạn mở ra thì hình như nó cũng không có gì hết. 10k. Đỡ nhiên tôi có một hạc anh em, ngày mai tôi sẽ xả ra để tôi thử xem có kiếm được không anh em. Tính ra tôi có một hạc chưa mở 20 dương kim cương anh em. Mai chúng ta sẽ test nhân phẩm. Đấy nha. Giờ thì quay trở lại với in game các bạn. Nhập code. Nhịp code, ok. Mới đập chưa? À chưa, chưa nhập anh em. May quá em tôi cũng chưa nhập, chắc cũng chưa on luôn. Có đây tuần các bạn, đây, có tuần các bạn. 10 thùng bia, 20 là đánh boss, cũng được anh em. Cũng được. Rồi, hôm nay thì thiện nhân nhường tôi luôn kèo đánh boss anh em. Nói là anh vào mà anh đánh thì nó sẽ thấy ok hơn. Đây các bạn, boss đây thất vũ hải. Team deal thì sẽ bao gồm nó là thằng dưới này chứ anh em, 2 chopper, 3 carrot. Và cuối cùng chính là anh Sanri hắc ẩn. Chứ mà mình smoke anh em. Đó, tem này thì Sanri đá thì bao phê luôn. Em tôi bảo vậy anh em. Đó, đá bao ăn luôn các bạn. Cái nào một lượt trừ máu bao nhiêu anh em biết ngay. Cũng được, chưa ăn thua, trừ chưa nhiều anh em. Ui, bắt đầu rồi các bạn. Lượt thứ 2, lượt thứ 3. Chuẩn bị kết thúc lượt thứ 3 anh em, có lượt thứ 4 xem chịu bao nhiêu. Rồi. Úi ôi, cửa cây rồi anh em. Cái này chắc tầm lượt thứ 6 à. 7. Úi ôi. Xong rồi anh em, lượt thứ 6 đâu ạ, lượt thứ 6 rồi. Tầm lượt thứ 6 rồi các bạn, là hẹo rồi. Càng đét anh em, anh 3 đam hết là chắc kèo rồi. Đây tìm được anh 3 đam đúng không ạ? Đây là team để cho anh ba anh đam đây các bạn. Trời ơi trừ. Sợ thật. Càng câu giờ càng toang anh em. Rồi đẹp luôn các bạn. Lượt số 3. Đúng rồi, bây giờ phải kết hợp với giá shop nữa anh em mới biết được. Ừ. Giá shop nhỉ, tăng thêm 20% hay là 200% hiệu quả chảy máu trúng độc đấy anh em. Đấy, nó còn căng nữa các bạn. Giờ sàn gì hắc ẩn. Rồi. Mình đợt này đánh hơi nhiều bạn, 8 lượt rồi. Win thì chắc chắn là vẫn win rồi anh em, đánh hơi nhiều lượt nha. Đó chưa? Đéo. Úi giời. Lại phải lên đá nữa anh em. Ok. Đây chúng ta test để cho anh ba đánh này chính thôi chứ nâu tế ra cầm pro và kém nó nhanh hơn các bạn. Xong cầm thêm cu lô nữa nhỉ. Từ các bạn bỏ đi 18 triệu. Bây giờ phải cầm thêm cu lô nữa các bạn. Xem nào. Luffy hóa diếm cuối đợt gây sát thương trực tiếp bằng 10% máu tối đa. Cho hai đồng đội hỏa nổ trong thời gian tồn tại mỗi khi gây sát thương bao gồm đánh thường. Sát thương hóa diếm. Rồi ok các bạn. Riêng mà tim bùng cháy nở anh em muốn bùng cháy nở nhanh thì là không thể nào tấn
không thể nào thiếu đây được rồi anh em. Ok, cụ lù ra trận. Chắc chắn là bút cho Sanji rồi anh em. Bộ đôi combo này tấn công xem là chịu được mấy nhịp nhịp các bạn. Thôi nượt 2 chân thua. Nhưng mà đây thấm rồi anh em, chữ này thấm rồi nha. Nượt số 4 này. Ok các bạn, lượt số 5, úi dồi 8 lượt này hẹo. Chưa đến 8 lượt anh em. Ôi giời ơi luôn, hẹo. Uầy, căng thế nhở, 4 triệu công anh em, đùa. Mà nhưng mà tội sát thương gây ra bằng đòn đánh không nhiều nha, giống kiểu cu lồ, nhưng mà này là phần ngon về sau. Rồi bắt đầu trừ máu anh em. BO chịu được mấy nhịp không biết, nhìn điều này tôi nghĩ BO chắc cũng không quá được 8 lượt các bạn. Mới lượt thứ 4 nửa cây rồi, lượt thứ 5 rồi, mất cả tấc các bạn. Mình thứ 6 này đi các đoạn này. Rồi. Ui giời. Sang đánh em. Sang này là win đấy. Bèo chuẩn bị đánh đòn cuối cùng. Giật tay đi Bèo. Vẫn là anh bà. Vẫn là anh bà đàn to nhất các bạn. Bắt nạt Kumiu Kuma. Để xem Kuma bao nhiêu nhịp anh em. Để xem Kuma hết bao nhiêu nhịp các bạn nha. Ba nhịp rồi, chưa ra đâu anh em. Ồ, 4 nhịp các bạn. Vẫn vậy thôi. Máu vẫn mất theo kiểu cấp độ nhân anh em. Uầy, cũng tầm 7 nhịp các bạn. Như cháu nào cũng vậy anh em, chỉ là mỗi trận nó trừ máu nhiều hơn thôi. Ồ, giờ hết đo rồi anh em, quên lần nãy không xem. À, vẫn chỉ 7 lượt các bạn, không hơn không kém anh em, đúng 7 lượt. Uầy, đừng là đốm như hạnh cũng thế nha, 31 triệu rồi anh em, 31 triệu mà cũng vậy luôn các bạn. Cũng ngắn gọn 7 lượt thôi. Ok, vậy đốm như hạnh thì sao? Vẫn 3 lượt đầu vẫn như là không gây được quá nhiều sát thương anh em. Hai con đứa bốc cháy luôn anh em kìa. Vừa của Kulu vừa của Sanji. Quá nghi ngút đầy người luôn. Nhất số 2. Và nhưng mà Mihawk chém đau quá. Nhất số 3 này. Ok các bạn. Nhất số 4. Trong này chắc phải quan, chắc phải đến lần thứ 10 các bạn. Thậm chí là hơn các bạn. Ok, chỉ còn nhất số 5. Rồi Mihawk chém nào. Chút kịp không trời. Không kịp các bạn. Lại nào. Lại một lần nữa anh em. Lượt số 6 này. Win thì chắc vẫn win rồi anh em. Chứ tôi muốn xem là một lượt nó trừ bao nhiêu điểm HP anh em. Ủa không trừ à? Đâu thấy trừ đâu. Hảo nhờ.
không trừ các bạn. Nó rớt 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 luôn cây các bạn. Chụp kịp chưa? Căng quá, 8 lượt rồi anh em, 8 lượt mới nửa cây. Rồi cũng chỉ trụ đến tầm lượt thứ 12 thôi các bạn, thật sự nhìn được này cũng chỉ trụ đến tầm lượt thứ 12 thôi. Tôi nghĩ là không hơn được đâu. Ok bạn vẫn cố chấp chụp cái tấm ảnh cái. Đâu rồi, Đỗ Minh Hạnh đâu rồi? Ok, chắc là kịp rồi các bạn, chắc là kịp rồi. Kịp chưa, kịp chưa? Xem đó các bạn, xem đó. Vẫn chưa kịp anh em. Thôi thì để tí tôi xem lại trên video rồi tôi báo cho anh em nào hết bao nhiêu triệu điểm AP tiêu đề thôi. Cái này không không chết ra được các bạn. Thôi thì anh em xem ở trên tiêu đề nhé. Vẫn không chết ra được, không chết ra anh em. Không chết ra được thật các bạn. Khó đấy. Nhà nốt lần này chắc là xong rồi anh em, 12 lần 13 lượt chúng nó đấu Mỹ Hạnh thì chắc là cũng hẹo thôi anh em, chịu không nổi nhiệt. Ok anh em đam anh ba chưa, thấy sao với anh ba các bạn, để lại ý kiến các bạn phần comment. Ngoài ra thì anh em muốn để hoặc thắc mắc gì vui lòng comment ở lại với video nhé. Ok còn đầu clip ngày hôm nay thì chắc tôi kết thúc đã, hẹn anh em ở tiếp theo. Giờ thì bye bye.